Xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với series Song Đấu One Piece. Thì mình là Game Action đây. Thì lần này mình sẽ đánh con khác, không đánh Kid và ấy nữa. Thì lần trước anh em bắt kèo thì đéo nào mà Kid với cả Lo phải có Room mà Kid nó đấm sub lờ. Ok. Thì hôm lần này mình sẽ đánh Buancock và Nami nhá. Cuộc chiến giữa những người đẹp thì anh em yêu cầu quá nhiều rồi. Thì anh em tôi sẽ hôm nay tôi sẽ cầm véo củng cho anh em xem. Ngon đấy. Thì anh em comment nhiều quá. Toàn Lo, toàn Robin với cả toàn Nami với cả Buancock đấy. Buancock còn mặc hai mảnh luôn. Ok, đậu cũng ngon thế. Let's go, tôi sẽ đấu trường rắn anh em nhé. Rồi ngon chưa, Buancock lại mặc hồ tím à, bắt đầu hợi. Xem trận đấu giữa cô những cô gái đẹp như thế nào anh em nhé. Ok, let's go. Đấy, đấu trường rắn, nơi ở của Buancock. Đây, véo to thế, ôi trời ơi, Buancock còn ngon hơn. Let's go, ngon cũng chấp nhận thôi. Ôi trời ơi, đau thế. Ôi, nữ hoàng rắn nó khác. Bộ ba yếu đuối. Bộ ba yếu đuối đó, anh em không biết đó là bộ ba yếu đuối là Nami. Chết mẹ rồi, đánh tốt quá. Nami làm gì đấy, muốn vậy à? Muốn cô đọc. Ôi, xổi. Bố Buancock cũng là bố khỏe vãi thật thức. Ok, đánh lại nào. Đạo phụ có phải 3 trận à? Quá nhỉ, khó quá Nami nhỉ. Anh em bích kèo này không cân thế nào, anh em muốn hay là anh em muốn nhìn bikini đậu phụ. Anh em lên lên mạng sớt được mà. Mày mày. Bắn được lão. Mẹ rồi, đi rồi rồi. Thunder Chap này. Rồi. Giật điện, giật điện, giật điện. Gì đấy, cái gì đấy, tự cười trước mặt nó thì đéo nào. Nhơn. Cái gì đấy? Ô, ô sao lại tới gần chết rồi này. Nhớ ui, vỡ ơi, phá vỡ rồi. Rồi, còn con đi rồi. Ôi chưa đi à? Rồi. Chúng ta đã chứng tỏ Nami không phải là một con yếu ớt. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đánh ván thứ ba nào. Ruby, Nami cố lên em. Lần sau anh em bích kèo cân cân đi nhá. Bà mẹ bích kèo bộ Nami là bộ ba yếu ớt. Đánh với nữ hoàng rắn thì đánh cái chó được. Tôi cố lắm tôi đánh thật. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Anh ơi. Ôi, anh đẹp rồi, anh đẹp rồi. Anh đẹp rồi. Còn bà này. Nhìn cái gì đấy, bà mẹ. Úi dồi ôi. Ôi, anh. Khỏe vãi thật thức. Rồi, đi đến là ăn chất rồi. Trời ơi. Skin này khá khỏe đấy anh em. Khá phê đấy. Này, đó đi. Úi dồi. Chết rồi. Úi. Thôi bà ơi, bà ơi. Melo Melo này. Tức rồi. Rồi, ai quá vẫn chín. What the hell? Sao Buancock vẫn đá được mình phát vậy? Ngon thế, béo ngon thế. Ok, thì Buancock đã chiến thắng hai ván rồi. Thì mình sẽ chuyển sang quả đánh, mình chuyển qua đánh Buancock thôi. Mẹ anh em cho kèo khó thế. Nami được mệnh danh là bộ hoa yếu đuối mà. Có cả Usopp nữa. Đậu đầy Usopp. Ok, mình sẽ đánh Buancock này. Còn đánh Sexy nữa. Còn con Nami ngon, còn con Nami ấy mà. Thế chà. Thế rồi. Ok. Nami đâu con? Nami đâu, Nami đâu, Nami đâu, Nami đâu. Đây. Đây bọn Clay. Ôi. Giọng Frankie à? What the hell? Đây Nami phim gold này. Áo trắng nhá. Ghế ôi ngon hơn anh em. Ok, let's go. Đánh lên tàu thao dừa Sunny đi. Đấy. Let's go. Ui, Marco cái solo kìa.
Cô đấm vỡ mồm kìa. Ok. Hai vếu lắc lẻo lùng lẳng luôn. Này, nữ hoàng đấy. Pistol kiss. Bello. Ôi dồi ôi. Mày phải ép cái gì đấy? Trứng à? Phải làm gì vậy? Slip arrow. Ôi, giật điện được kìa. Bắt đầu hỏi. Slip arrow. Ôi, gõ lá kìa anh em ơi. Thôi Nami biết tạo mây, tạo mùng rơi anh em ạ. Bà mẹ. What the hợi. Vãi lồng, vãi lúa, vãi nhện, vãi chú, vãi... Vãi nhớt. Vãi ếch, vãi nhái. Pistol kit. Ôi, bình tĩnh đi. Lên vỡ đâu, ủi, bắn trượt. Rồi, ngáo quá, không ngáo đi. Đỡ này, lên vỡ đâu. Slave Arrow, hỏa đá này, nhưng mà mặc dù mà Nami là nữ chứ mà có thể hỏa đá không? Nhân, thế chưa? Chết, ủa rồi. Rồi, quả mà nó đi từ từ và đấm mình rồi. Mình biết là mình bị đấm rồi. Ui, hai đứa cùng ra chiêu một lúc mà mình bị ấy thế này. What the hell? Kéo anh lắm, đánh mày. Mà chui được. Ui, không biết là né này. Nữ hoàng Hàn Quốc đã thắng rồi. Rách mẹ áo, rách được cướp. Đánh lại nào. Cuối đây. Hàn Quốc đúng rồi, ăn 2-0 anh em ấy, 2-1. Ăn 2-1 luôn, trận này sẽ ăn 2-1, không ăn 2-1 nhá. Hàn Quốc khỏe hơn. Vỡ giáp này. Đứng dậy. Slave Arrow. Ủa chết mẹ rồi. Ui. Anh đang sát lắm. Rồi ôi, khỏe mãi cứt. Bà mẹ cái máy bay. Anh em thấy nghe thấy một tiếng máy bay không? Pistol kit. Còn lại. Còn lại. Trời ơi, nó cầm Black Hole được một cái kia. Mẹ đau hết rồi. Cờ hình. Quên, vờ ú. Đó mẹ, đứng dậy đánh tiếp. Bello. Không hiểu quả đá nhưng mà cũng bị đứng bộ, còn múa là gì đấy. Múa này. Chết mẹ đi, ngồi vào múa gậy. Ok. Thì đều hộ tôi làm tiếp cái clip về series xong đấu One Piece. Thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới. Và nhấn subscribe cũng như đăng ký cho tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tiền đạo không chế. Woo! Vô địch thiên hạ nội tại. Mỗi lần cũng không tung ra một đòn chiêu thức, đòn sát thương tiếp theo hắn cường hóa. Ủa tìm vậy. Lập tức áp sát mục tiêu. Ui kinh vách cứt. Nghĩa là dùng một skin phát, nghĩa là áp sát mục tiêu và tăng đam lên. Phân thân thuật. Tạo ra một phân thân y hệt bản thân rồi lập tức tiến vào trạng thái tăng hình. Khi biến mất phân thân phát nổ với sát thương vật lý. Tung chiêu cũng không tăng được 4% tốc độ cân đầu vân, cường hóa bản thân giúp tăng 100 giáp cùng giáp phép trong 3 giây. Gì đấy? Lướt về phía trước sẵn sàng đại chiến 500 hiệp. Chém gió, ulti, vung gậy tấn công kẻ địch gây quanh làm choáng kẻ địch trong vòng 1 giây. Ui con này ngon đấy. Ôi bạn ấy nhiều vào ngọc vách cứt. Cả tanh cả chí mạng vách là cứt, không phải giàu thế. Này bạn ấy có là Peina này, Lữ Bố này, các Blazolo này, nhiều vách cứt. Zina này, Thên này, nói chung là bạn ấy nhiều skin. Butterfly thủy thủ bạn cũng có nhá. Bạn ấy có mỗi là điêu thuyền thôi. Ôi là Tùng Sơn Idol danh.